Chuyển sang những thông tin về thời tiết. Chào chị Phương Ly, thời tiết tối nay ở Cần Thơ cũng như các nơi khác ở Tây Nam Bộ như thế nào vậy chị? Dạ vâng ạ, sau ngày nắng mạnh thì tới tối nay toàn khu vực dự báo là trời khá mát đấy ạ. Mức nhiệt dự báo tại Cần Thơ, Vị Thanh, Cao Lãnh, Châu Đốc và một vài nơi khác ở miền Tây Nam Bộ phổ biến với mức nhiệt là 26 đến 27 độ C. Tiết trời dễ chịu, không gian thoáng mát, phù hợp cho các hoạt động vui chơi ở ngoài trời. Sang đến ngày mai thì nắng lại lên sớm, toàn Tây Nam Bộ nóng rõ. Nhiệt độ cao nhất tại Tân An, Vĩnh Long, Cao Lãnh và Châu Đốc 35 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng. Còn tại Cần Thơ cũng như là các nơi khác thì phổ biến với mức nhiệt là 33 đến 34 độ C. Khả năng là sang ngày kia thì một số nơi có thể dịu nóng nhờ xuất hiện mưa trái mùa. Về dự báo cụ thể cho thời tiết thành phố biển Phú Quốc, nắng cũng sẽ lên đều ngay từ sáng cho đến chiều nay. Tiết trời thì khá nóng với nhiệt độ cao nhất giữa trưa và đầu giờ chiều là khoảng 33 độ C. Quý vị chúng ta nên hạn chế ở lâu ngoài nắng để có thể tránh say nắng và say nóng. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, đêm nay và ngày mai, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Còn đối với khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết đẹp, thuận lợi cho tàu thuyền ra vào các đảo. Trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam, cấp 3, cấp 4, biển êm.